Yêu cầu chúng ta là tìm số phát biểu đúng. A. Cao su lưu hóa cao su bô na thu được cao su bô na s. Cái này sai em nha. Cao su lưu hóa cao su bô na thì chúng ta thu được là cao su lưu hóa. Được chưa? Còn bô na s của chúng ta là được điều chế từ bô tan 13 dien với lại styren. Chúng ta đọc các câu dễ nhớ là bô na s là 4688 C4H6 tất cả x lần C8H8 tất cả y lần. Bu na s là 4688. Chúng ta có một loại có bu na nữa, đó là bu na n à 46331 bộ C4H6 tất cả x lần C3H3N1. Được chưa? Bu na s là 4688, bu na n là 46331. Mình đọc ráp, đọc thơ, đọc thần chú kiểu gì nó cũng ra sai. B. Tơ là những polymer hình sợi dài mảnh với độ bền nhất định. Đúng không em? Chính xác rồi. C. Độ tan của các bộ protein trong nước tăng dần khi đun nóng. Đúng không em ơi? Này đúng rồi sai. Này phải sai chứ nữa. Bởi vì sao? Khi mình độ tan mình khi mình đun nóng lên đúng không? Thì mình biết rồi. Protein chúng ta sẽ bị đông tụ dưới tác dụng của nhiệt độ, đúng không? Cụ thể là khi bạn đun nóng đi, bạn đổ nước sôi lên, bạn bỏ trứng vào thì nó bị đông tụ đấy, đâu mà tan. Như vậy là sai em nha. Cái kiến gì không ạ? D. Dung dịch anhydride formic có nồng độ từ 37 đến 40% gọi là phoxmon. Này đúng em nha. Hay nó khác là tên của hắn là formalin. E. Cho nhỏ dung dịch Y2 vào mặt cắt của củ khoai lang xuất hiện màu xanh tím. Củ khoai lang chúng ta là có tinh bột. Y2 tác dụng với tinh bột để tạo ra cái hợp chất màu xanh tím, chính xác. Và vẫn này dùng để nhận biết tinh bột. G. Để giảm độ chua của món sáu ngâm đường, người ta thể thêm một ít vôi vào. Cái này đúng. Vì chúng ta biết là chua là có tính axit mà vôi chúng ta là có tính bazơ. Như vậy đây mình có tất cả là 1, 2, 3, 4. 4 phát biểu đúng. Ở đây mình chọn câu A.